Rộ clip con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không cho em gái của ba vào nhà mình. Mới đây trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến căng đét tại nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là cảnh em ruột và cháu ruột của Vũ Linh là Hồng Nhung và Hồng Phượng vừa đi đâu về đến nhà nhưng không thể mở khóa vào nhà. Trong khi Hồng Phượng bấm điện thoại nhờ người đến giải quyết, Hồng Nhung lại chỉ tay lên nhà mắng chửi lớn tiếng. Trời cao có mắt. Sau đó cả hai mẹ con nữ nghệ sĩ này đã ngồi ở một góc hành lang kế bên nhà anh trai. Theo hàng xóm của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nam nghệ sĩ đã đổi ổ khóa nhà nên em ruột và cháu ruột của ông không thể vào nhà. Sau đó công an địa phương đến giải quyết và mọi chuyện trở nên im ắng. Tiếp đó bạn thân của Vũ Linh là Charlotte Thành đã khóc lóc trên trang cá nhân, chỉ trích Hồng Loan thẳng tay đuổi cô ruột ra khỏi nhà. Tuy nhiên cư dân mạng lại đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng tức nước vỡ bờ. Hiện tại, sự việc của gia đình Vũ Linh vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông. Phía Hồng Loan, Hồng Nhung và Hồng Phượng vẫn chưa lên tiếng làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, nên mọi thứ vẫn còn là nghi vấn.